để phòng chống dịch, ngành thú y đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tiêm phòng cho gia cầm trên 1.040.000 liều vaccine, thực hiện công tác tuyên truyền cảnh báo tác hại của dịch tới người dân, vận động người chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng chống, không chuyển vùng đối với vịt chạy đồng, không nuôi vịt đầu sông suối, không bán chạy gia cầm, khai báo khi gia cầm có triệu chứng bất thường. Mặc dù hiện nay tình hình dịch cơ bản đã được khống chế, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch, nhất là việc tại Khánh Hòa phát hiện virus H5N1 xuất hiện ở cả 3 nhánh có độc lực cao là 2321A, 2321C và 11, diễn biến khó lường nên tỉnh yêu cầu các địa phương phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát chặt việc giết mổ, vận chuyển gia cầm.